Bốn, phẩm chuyển sanh. Lúc bấy giờ Xá Lợi Từ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, an trụ bát nhã ba la mật đa, xả thân từ cõi nào đến sanh ở cõi này, xả thân từ cõi này sẽ sanh ở cõi nào? Đức Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Từ: Các đại Bồ Tát, an trụ bát nhã ba la mật đa, có vị xả thân từ cõi Phật ở phương khác đến sanh ở cõi này, có vị xả thân từ cõi trời Đồ Sử Đa đến sanh ở cõi này, có vị xả thân từ trong cõi người rồi sanh lại trong cõi người. Xá Lợi Từ: Nếu đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa xả thân từ cõi Phật khác đến sanh ở cõi này, thì vị đại Bồ Tát ấy chóng tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Do vì cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa nên khi chuyển sanh liền được pháp môn thâm diệu hiện ra ngay. Từ đây về sau thường chóng được tương ưng với bát nhã ba la mật đa, tại nơi sanh ra thường được gặp Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, có khả năng khiến cho bát nhã ba la mật đa dần dần được viên mãn. Xá Lợi Từ: Nếu đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa xả thân từ cõi trời Đồ Sử Đa đến sanh ở cõi này, thì vị đại Bồ Tát ấy phần nhiều trọn đời gắn liền với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa tự tại hiện tiền, thường chẳng quên mất. Đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa cũng tự tại hiện tiền, thường chẳng quên mất. Xá Lợi Từ: Nếu đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa xả thân từ trong cõi người rồi sanh lại trong cõi người, thì đại Bồ Tát ấy trừ sự bất thối chuyển ra, căn trí chậm lụt, tuy là siêng tu hành bát nhã ba la mật đa nhưng chẳng có thể chóng tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Lại đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa chưa được tự tại. Lại nữa, Xá Lợi Từ, câu hỏi sau của ngươi là các đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa xả thân từ cõi này sẽ sanh về cõi nào? Xá Lợi Từ, vị đại Bồ Tát ấy do vì luôn luôn cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa nên xả thân từ cõi này sẽ sanh về cõi Phật khác, rồi từ cõi Phật đó sanh đến cõi Phật khác nữa. Tại mỗi nơi sanh ra thường được gặp chư Phật Thế Tôn, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, cho đến khi chứng được quả vị giác ngộ cao tột cũng không xa Phật. Lại nữa, Xá Lợi Từ, có đại Bồ Tát vì không phương tiện thiện xảo nên nhập sơ tịnh lự, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự cũng có thể tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vị đại Bồ Tát ấy vì chứng được tịnh lự nên sanh đến cõi trời trường thọ, ở nơi đó thọ mạng hết, sanh vào cõi người, được gặp chư Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, tùy hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nhưng các căn chậm lụn chẳng được lanh lợi, các việc làm chẳng được thiện xảo lắm. Lại nữa, Xá Lợi Từ, các đại Bồ Tát nhập sơ tịnh lự, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự cũng có thể tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vị đại Bồ Tát ấy vì không phương tiện thiện xảo khi xả các tịnh lự sanh vào cõi dục, nên biết vị đại Bồ Tát ấy các căn cũng chậm lụt, chẳng được lanh lợi, các việc làm chẳng được thiện xảo lắm. Lại nữa, Xá Lợi Từ, có đại Bồ Tát nhập sơ tịnh lự, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự, nhập từ vô lượng, nhập bi hỷ xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ, nhập định thức vô biên xứ, định vô sở hữu xứ, định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, an trụ cái không nội, an trụ cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, an trụ chân như, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh không đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ,
tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, tu hành tất cả pháp môn tam ma địa, tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, tu hành mười lực của Phật, tu hành bốn điều không sở, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vị đại Bồ Tát ấy, vì có phương tiện thiện xảo, nên chẳng theo sức mạnh của tịnh lự vô lượng vô sắc mà thọ sanh. Tùy nơi sanh ra, thường gặp Như Lai ứng chánh đẳng giác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thường chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết vị đại Bồ Tát ấy, ở trong hiền kiếp này, nhất định chứng được quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát nhập sơ tịnh lự, nhập đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự, nhập từ vô lượng, nhập bi hỷ xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ, nhập định thức vô biên xứ, định vô sở hữu xứ, định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị đại Bồ Tát ấy, vì có phương tiện thiện xảo, nên chẳng theo sức mạnh của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh, sanh trở lại cõi dục, hoặc là dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, hoặc dòng dõi lớn Bà La Môn, hoặc dòng dõi lớn Trường Già, hoặc dòng dõi lớn Cư Sĩ. Vì muốn thành thục hữu tình, chứ không vì tham nhiễm đời sau mà sanh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát nhập sơ tịnh lự, nhập đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự, nhập từ vô lượng, nhập bi hỷ xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ, nhập định thức vô biên xứ, định vô sở hữu xứ, định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị đại Bồ Tát ấy, vì có phương tiện thiện xảo, nên chẳng theo sức mạnh của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh, hoặc là sanh ở các cảnh trời trong cõi tứ tại thiên vương, hoặc sanh ở cõi trời 33, hoặc sanh ở cõi trời dạ ma, hoặc sanh ở cõi trời đủ sử đa, hoặc sanh ở cõi trời lạc biến hóa, hoặc sanh ở cõi trời tha hóa tự tại. Vì muốn thành thục hữu tình và vì muốn nghiêm tịnh các cõi Phật, nên thường gặp chư Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót vị nào. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát nhập sơ tịnh lự, nhập đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự, nhập từ vô lượng, nhập bi hỷ xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ, nhập định thức vô biên xứ, định vô sở hữu xứ, định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị đại Bồ Tát ấy, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì có phương tiện thiện xảo, nên xả thân ở nơi này, sanh đến cõi Phạm Thế, làm đại Phạm Vương, quay đức